Hello anh em, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái trick cực kỳ hay ở trên Android. Đây là một cái tính năng ẩn mà nhiều anh em chưa biết nhé. Bây giờ chúng ta sẽ ấn vào cái nút tròn ở phía dưới giúp mình này. Đó, và chọn phần ống kính này giúp mình. Và khi mà anh em vào được cái Google Lens này rồi thì chúng ta sẽ quay sang phần dịch nhé. Đó, em chụp lại này. Thì nó sẽ giúp anh em dịch ra tất cả những phần văn bản chúng ta có thể dịch được này. Và tiếp theo đó thì chúng ta sẽ kéo sang cái phần mua sắm ở đây. Đó, thì khi mà anh em cần mua sắm một cái đồ vật gì đó thì chúng ta sẽ chụp vào đây. Nó sẽ hiển thị những cái đường link mà dẫn đến cái việc là mua cái đồ này nhá. Đó, mình đang có một chiếc AirPods 2 ở đây này. Rồi, và chúc em thành công nhá. Video này đồng hành cùng hệ thống bán lẻ di động chính hãng TrueSmart. Khi mua các sản phẩm tại hệ thống cửa hàng của TrueSmart, bạn sẽ được bảo hành chính hãng 12 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, hỗ trợ trả góp vô cùng nhanh chóng và đơn giản. Mọi thắc mắc xin liên hệ với fanpage của TrueSmart hoặc liên hệ hotline 0948 122 666.